Kính thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Lao động và Công đoàn. Thưa quý vị, tích cực triển khai chương trình hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh và các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động hưởng ứng các hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, tổ chức các hoạt động thi đua trong lao động sản xuất, triển khai có hiệu quả chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, gặp gỡ đối thoại giữa chủ doanh nghiệp và người lao động nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời sẻ chia, tháo gỡ khó khăn của công nhân lao động. Để hiểu rõ hơn về những hoạt động ý nghĩa này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây do nhóm phóng viên thời sự chuyên đề thực hiện. Trong thời gian vừa qua, dịch COVID-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, khiến đời sống của đoàn viên người lao động tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên người lao động để cùng doanh nghiệp vượt khó. Do vậy, tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hướng đến đoàn viên người lao động để tạo động lực, niềm tin, sự đoàn kết sáng tạo trong đoàn viên cùng doanh nghiệp. Trong đó, công đoàn chú trọng triển khai và lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và chương trình lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe đoàn viên người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những câu chuyện cảm động trong sản xuất và cuộc sống của người lao động. Tháng công nhân năm nay có chủ đề đoàn kết sáng tạo vượt khó phát triển. Việc tổ chức tháng công nhân nhằm phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2021. Thì năm 2021 này thì Tổng Liên đoàn có kế hoạch và hướng dẫn thêm một số hoạt động trọng tâm lớn, đó là đưa ra cái chủ đề là đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển. Và trong cái chủ đề này thì gồm 3 cái hoạt động lớn, đó là tổ chức cái chương trình sáng kiến, vượt khó và phát triển. Cái thứ hai là hoạt động là chương trình lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Và cái chương trình thứ ba là cái chương trình cảm ơn người lao động. Thì trong các hoạt động của Tổng Liên đoàn hướng dẫn thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã có chọn 3 công đoàn cơ sở để làm điểm chỉ đạo cho đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở thực hiện. Trong cái hoạt động chương trình sáng kiến vượt khó phát triển thì đối với đơn vị mà cơ quan hành chính sự nghiệp thì đã có chọn công đoàn cơ sở trường Đại học Trà Vinh để tổ chức điểm chỉ đạo. Và đối với đơn vị công đoàn cơ sở doanh nghiệp thì có chọn công đoàn cơ sở TV Farm, công ty dược. Và chỗ công đoàn cơ sở công ty dược cũng lồng ghép luôn cái chương trình mà lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Còn một hoạt động nữa là cảm ơn người lao động thì dự kiến là ngày 9 này thì công đoàn chọn công đoàn cơ sở ở một khu ở khu công nghiệp để mà làm điểm chỉ đạo. Thì cũng giống như hàng năm thì hoạt động tháng công nhân gắn với hoạt động an toàn vệ sinh lao động thì cũng nhân dịp này thì Ban Thường vụ cũng có đến thăm và tặng quà cho những công nhân bị tai nạn lao động, tai bệnh nghề nghiệp, và song song đó thì cũng trao tặng, đến thăm và trao tặng trên 2.000 lao động, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chứ về cái hoạt động trao máy ấm công đoàn và thăm tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, dịp Tết thì đối với tháng công nhân năm nay thì đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa thiết thực. Tại vì công nhân của tỉnh ta mới vừa bị cắt giảm lao động tại công ty giày da Mỹ Phong thì đối với công nhân thì rất là khó khăn về tìm việc làm. Và trong cái công nhân trong toàn tỉnh thì cũng còn rất là nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Do đó thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xác định đây là nhiệm vụ là phải làm, và theo cái chủ trương của tổng là hoạt động tác chăm lo thì chúng ta phải tập trung thêm về cái hoạt động thăm hỏi cũng như là tặng quà cho công nhân lao động. Thì trong tháng công nhân lao động, tháng công nhân năm nay gắn với tháng an toàn vệ sinh lao động thì như tôi nói phần trên thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã có quyết định thăm và tặng quà trên 2.000 xuất quà cho công nhân lao động, tổng kinh phí là trên 1 tỷ đồng, và đồng thời cũng chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh cùng với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh là nơi nào cũng phải có cái hoạt động để chăm lo. Và cho bên cạnh đó thì cũng Liên Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh cũng đã có quyết định là trao 26 căn nhà máy ấm công đoàn nhân dịp tháng công nhân này. Một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong tháng công nhân năm nay đó là chương trình trao tặng nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thông qua đó, rất nhiều máy ấm được đầu tư hoàn thiện và thực sự trở thành niềm tin, chỗ dựa vững chắc đối với những người lao động nghèo khó, khát khao có được một căn nhà lành lặn để yên tâm sinh hoạt sản xuất. Có mặt tại căn nhà máy ấm công đoàn của gia đình anh Nguyễn Vĩnh Thọ, ấp Rạch Dồn, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, trong những ngày đầu tháng 5 năm 2021, chúng tôi cảm hiểu rõ hơn ý nghĩa thiết thực của chương trình hỗ trợ nhà ở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Phấn khởi trong căn nhà mới khang trang có diện tích sử dụng 60m², tường vôi, nền gạch men, anh Thọ chia sẻ, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại gia đình anh tự đối ứng thêm để xây dựng căn nhà. Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, được biết anh Nguyễn Vĩnh Thọ hiện là giáo viên trường tiểu học Hưng Mỹ A, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành. Vợ anh là lao động phổ thông, công việc không ổn định nên cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Cảm hiểu hoàn cảnh gia đình anh Thọ, Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Châu Thành và Ban giám hiệu trường tiểu học Hưng Mỹ A đã tạo điều kiện giúp gia đình anh có được một máy ấm khang trang để an cư lạc nghiệp. Sau khi có được căn nhà có máy ấm rồi á, thì mình cũng vững hơn khi mà công tác này nọ thì mình không có còn lo về cái căn nhà của mình nữa. Tại vì lúc đó là căn nhà thì nó cũng xưa cũ rồi, nhiều khi công tác thì mình cũng cố gắng để mà hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng về vấn đề máy ấm công đoàn cho thầy Thọ đó, nắm bắt được hoàn cảnh của thầy Thọ là gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại là thầy Thọ và công tác là dạy giáo dục thể chất trong nhà trường, nhưng mà gia đình thì khó khăn chưa có nhà ở, nhưng nhà ở sụp sệ đấy. Rồi chúng tôi chỉ đạo, chi bộ chỉ đạo cho chỗ công đoàn cơ sở là kiến nghị về các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Liên đoàn Lao động huyện, để Liên đoàn Lao động huyện xem xét và cũng hỗ trợ cho thầy Thọ được cái căn nhà. Hôm nay là đã xây dựng hoàn thành và đã bàn giao cho thầy Thọ. Thì chỗ này chúng tôi rất là phấn khởi, tại vì đã giúp cho công đoàn viên của chúng tôi là có được cái chỗ yên tâm để mà công tác, chỗ ăn ở nó được khang trang. Niềm vui của anh Nguyễn Vĩnh Thọ cũng chính là niềm vui chung của rất nhiều người lao động nghèo khó khi được nhận căn nhà đầy ắp sự sẻ chia, trọn vẹn nghĩa tình. Bởi các hộ gia đình này đang trong hoàn cảnh khó khăn, khi nhận được sự sẻ chia hỗ trợ về nhà ở, họ sẽ thấy được sự quan tâm của tổ chức công đoàn nơi làm việc cùng chính quyền địa phương. Và khi có nhà để an cư rồi thì họ sẽ tập trung chăm lo sinh kế để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Kim Thị Ngọc Quyên, đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn New Meganda Việt Nam, hiện cư ngụ tại ấp Hưng Phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành chia sẻ. Gia đình chị thuộc diện cận nghèo, chồng chị là thợ hồ xây dựng, đi làm thuê theo thời vụ. Cả hai vợ chồng đang phải chăm lo cho người cha già gần 80 tuổi và hai đứa con gái còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Cách đây 3 tháng, chị Quyên được công đoàn cơ sở nơi làm việc xét đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, tỉnh hỗ trợ xây nhà máy ấm công đoàn với số tiền 40 triệu đồng, nên cả gia đình rất phấn khởi. Căn nhà của gia đình chị được xây mới, hoàn thiện vào cuối tháng 4 vừa qua. Cái việc trao nhà máy ấm công đoàn cho những đoàn viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn về nhà ở là nguồn động viên to lớn, là món quà vừa có ý nghĩa về vật chất, vừa có ý nghĩa to lớn về tinh thần, giúp cho đoàn viên công đoàn an tâm công tác lao động sản xuất, cống hiến cho cơ quan, doanh nghiệp
và là tin tưởng vào tổ chức công đoàn. Cái hoạt động này cũng góp phần thực hiện xóa nhà dột nát tạm bợ trên địa bàn huyện Châu Thành. Có thể thấy rằng chương trình hỗ trợ kinh phí xây nhà cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày càng lan tỏa sâu rộng, giúp nhiều người lao động nghèo khó ổn định chỗ ở. Và niềm vui từ những căn nhà mái ấm công đoàn sẽ giúp cho họ có thêm động lực vượt lên hoàn cảnh, an tâm công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh sẽ trao tặng 26 căn nhà mái ấm công đoàn. Trung bình mỗi năm sẽ trao tặng gần 100 căn nhà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên đề lao động và công đoàn của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.